Yamaha GDB151 giá chỉ có trên 12 triệu, thiết kế gọn nhẹ, âm thanh rất là hay nha mọi người. Với giá 12 triệu mọi người có một cái bàn được thiết kế rất là tinh tế với màu nâu gỗ. Rất là đẹp nha, đàn được thiết kế với 88 phím thương hiệu Yamaha, bảo hành 1 năm tại nhà cụ Thiện Organ. Thiện có ship hàng toàn quốc và thanh toán tại nhà và có chương trình hỗ trợ trả góp. Đàn được thiết kế với Vibedan. Nếu thấy hay mọi người có thể liên hệ cho nhà cụ Thiện Organ số điện thoại 0973675251 để được tư vấn chi tiết về tất cả dòng đàn piano đã qua sử dụng hay là dòng đàn mới, đàn organ và đàn guitar. Xin chào mọi người và chúc mọi người vui vẻ nha.